Đình Dĩ An nằm yên bình trầm mặc trong một không gian vô cùng xanh mát, ngay tại trung tâm thành phố Dĩ An năng động và phát triển. Đây là một ngôi đình cổ có giá trị nổi bật về lịch sử văn hóa kiến trúc, là một trong những ngôi đình có quy mô kết cấu lớn bậc nhất khu vực Đông Nam Bộ với đầy đủ các hạng mục thờ tự. Năm 2019, đình được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đình Dĩ An và lễ hội Kỳ Yên của đình là điểm nhấn trong đời sống văn hóa tín ngưỡng, là nét đặc sắc trong văn hóa cổ truyền của người dân thành phố Dĩ An và của cả tỉnh Bình Dương. Theo nguồn sử liệu cũ, đình Dĩ An được xây dựng vào khoảng nửa đầu thế kỷ 19. Đến năm 1852, đình được vua Tự Đức ban sắc phong. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, đình tiếp tục được người dân nơi đây gìn giữ, góp công, góp của, tu bổ, xây dựng bề thế như ngày hôm nay. Nội điện được chế tác chủ yếu bằng gỗ quý, trang trí uy nghi, lộng lẫy. Các bàn hương án bao lam, hệ thống hoành phi liễn đối được chạm trổ một cách tinh xảo, sơn son, thếp vàng. Hàng năm, đình Dĩ An có nhiều lễ cúng. Trong đó, lễ hội Kỳ Yên là nghi lễ lớn nhất, quan trọng nhất, được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 11 âm lịch. Năm Đáo Lệ sẽ được tổ chức lớn hơn, diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 14 và kết thúc vào ngày 18 âm lịch. Đây không chỉ là dịp để nhân dân trong vùng tưởng nhớ các vị tiền hiền đã có công khai làng lập ấp, mà còn tạo không khí vui tươi phấn khởi nhân dịp Tết đến xuân về. Theo phong tục cổ truyền, trong lễ hội Kỳ Yên đình Dĩ An có khoảng trên dưới 10 lễ cúng khác nhau, tùy từng năm. Đặc trưng của lễ hội là có nghi thức xây chầu, hát bội, hát địa nàng để phục vụ người dân tham dự lễ hội. Bên cạnh đó còn có nhiều nghi thức khác như cúng tiền hiền, lễ nghinh sắc, túc yết, thỉnh sanh, đoàn cả. Bên cạnh đó còn có một số nghi lễ mà nhiều ngôi đình khác không có, như lễ tế Ngọc Hoàng, nghi thức cúng ngũ hành nương nương, lễ đọc kinh cầu an, lễ an vị, lễ cúng anh hùng liệt sĩ. Lễ nghinh sắc diễn ra lúc 6 giờ sáng ngày 15 tháng 11 là một trong số những nghi lễ quan trọng, là điểm nhấn giàu màu sắc, mang không khí vui tươi và rộn rã nhất trong mỗi kỳ lễ hội tại đình Dĩ An. Đoàn nghinh sắc kéo dài hàng cây số, hàng chục xe diễu hành, hàng ngàn người tham dự tuần hành qua nhiều tuyến đường chính của nội ô thành phố Dĩ An. Đi đến đâu, bà con hai bên đường bày bàn tấn hương nghinh đón. Đây được xem là dịp thần tuần du vùng đất, xứ sở, thần cai quản. Cũng là dịp để bà con tỏ lòng thành kính, biết ơn thần. Họ khấn nguyện để được thần phù trợ cho công việc làm ăn được may mắn, gia đình được bình an. Đoàn nghinh rước đi đến đâu, tiếng chiêng trống vang rền, cờ phướng rực rỡ, tạo nên một khung cảnh vừa nghiêm trang nhưng cũng không kém phần vui tươi, náo nhiệt. Với những giá trị về lịch sử văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, tháng 2 năm 2023, lễ hội Kỳ Yên đình Dĩ An được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là ngôi đình thứ hai trên đất Bình Dương nhận được vinh dự này. Trước đó là đình Tân An. Đây là niềm vui, niềm tự hào rất lớn của chính quyền, nhân dân và những người làm văn hóa của tỉnh nhà, vì đã có công gìn giữ, bảo tồn nét đẹp, vốn quý của quê hương, dân tộc. Đây là một cái văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ 5 trên cái địa bàn của tỉnh Bình Dương. Thì trong cái thời gian qua,
thì ngành cũng đã phối hợp với lại các cái địa phương xây dựng cái các cái kế hoạch về cái bảo tồn và phát huy giá trị về văn hóa, về phi vật thể trên địa bàn của tỉnh. Và trong thời gian tới thì sở cũng là sẽ tiếp tục tham mưu cho ủy ban tỉnh xây dựng cái kế hoạch về bảo tồn và phát huy. Bên cạnh đó thì cùng với lại chính quyền của các cái địa phương về tăng cường để tuyên truyền cho người dân để hiểu biết nhiều hơn về các cái di sản trên địa bàn của tỉnh, trong đó là có các di sản về văn hóa, về phi vật thể, để làm sao để mà cho mọi người dân, đặc biệt là cái thế hệ trẻ hiểu biết hơn về các cái giá trị di sản và cha ông ta vừa để lại, qua đó về trân quý và phát huy cái giá trị của các cái di sản này. Một cái lễ hội văn hóa mà được công nhận đưa vào cái danh mục đó thì mình rất tự hào. Tự hào là cho địa phương mình là được nhà nước công nhận, bộ công nhận đưa vào cái di sản đó. Thứ hai nữa là cái truyền thống của mình, của dân tộc ông bà, ông cha để lại, của các cụ để lại đây mà mình được gìn giữ. Thì cái đó là cái điều quý nhất của là tất cả của ban quản lý đền Thần Giang đây. Ở đây có gìn giữ, tôn tạo, là giữ cái bản sắc văn hóa, cái nghi thức, nghi lễ, một cái truyền thống là của ngày xưa để lại. Mà mình phải tìm hiểu, học hỏi nhiều hơn nữa để mà đóng góp vô đây sau này cho thế hệ sau này có đời nói đời để nói tiếp nữa. Mà có cái đó để mà các con, các cháu nó lưu truyền, để mà nó học hỏi. Mà ở đây cũng là một cái rèn luyện, giáo dục cho cái thế hệ sau này. Có thể nói, lễ hội Kỳ Yên Đền Thần Dĩ An mang đậm nét văn hóa truyền thống đã tồn tại và phát triển hàng trăm năm qua. Lễ hội không chỉ là dịp để nhân dân trong vùng tưởng nhớ đến các bậc tiền hiền, những người đã có công khai làng lập ấp. Cũng là dịp để người dân trong vùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Thông qua lễ hội, mọi người thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong việc chung của làng xã. Từ đó, việc gắn kết cộng đồng được bền chặt hơn. Đồng thời, lễ hội cũng là dịp để giáo dục các thế hệ trẻ về tình yêu quê hương đất nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn và văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.